Kim Ngân chào các bạn. Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Bài Học Thành Công. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo của Bài Học Thành Công nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 7 hiệu ứng tâm lý thú vị có thể ứng dụng ngay vào thực tế. Bạn sẽ thực sự chiếm được lợi thế hơn người khác nếu nắm bắt được tâm lý cũng như điều khiển được đám đông. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé! Thứ nhất, hiệu ứng platform. Sự hấp dẫn của bạn sẽ tăng lên khi bạn không hoàn hảo. Theo hiệu ứng platform, những sai lầm làm nên sự hấp dẫn ở con người. Những người không bao giờ mắc sai lầm lại được xem là kém hấp dẫn hơn vì sự hoàn hảo đôi khi tạo ra khoảng cách. Ví dụ như hôm nay, bạn sẽ gặp một vị nữ giám đốc trẻ, xinh đẹp, giỏi giang. Cô ấy mặc một bộ vest sang trọng, ngượt nà. Có thể nói là ngoại hình chỉn chu, hoàn hảo từ đầu tới chân. Bạn có cảm giác như thế nào? Mặc dù cô ấy rất hấp dẫn, nhưng bạn vẫn có cảm giác xa cách, đúng không? Bạn có cảm giác như vậy vì tâm trí bạn đang đề phòng cảnh giác. Bạn có đôi chút căng thẳng khi đứng cạnh cô ấy, đúng không? Bạn sẽ thầm nghĩ rằng, hẳn là cô ấy thành đạt giàu có lắm. Chắc là cô ấy kỹ tính lắm. Chắc sẽ khó nói chuyện đây. Không biết cô ấy có xăm soi gì mình không? Mình có bị thiếu sót chỗ nào không? Tóc mình chải chưa nhỉ? Quần mình kéo khóa chưa nhỉ? Cứ thế, hàng trăm ý nghĩ hỗn độn trong đầu bạn bung ra. Nhưng rồi 5 phút sau, bạn bỗng phát hiện ra cô ấy nói ngọng. Mỗi lần cô ấy nói phải từ ngọng khiến cho bạn muốn phì cười nhưng không dám cười. Bạn thầm nghĩ trong đầu. À, thì ra cô ấy cũng như người bình thường. Cô ấy nói ngọng cũng đáng yêu đấy chứ. Bạn không còn cảm giác căng thẳng như hồi nãy nữa. Thay vào đó, ngay lập tức bạn có thiện cảm với cô ấy hơn. Kết luận được đưa ra. Chúng ta thường bị hấp dẫn bởi những người không hoàn hảo. Lý thuyết này đã được thử nghiệm bởi nhà tâm lý học Elliot Aronson. Trong thử nghiệm của mình, ông yêu cầu những người tham gia nghe bản ghi âm của một số ứng cử viên khi trả lời câu hỏi. Một vài bản ghi còn có tiếng ứng viên làm đổ cốc cà phê. Cuối cùng, khi những người tham gia được hỏi, họ lại có xu hướng thiện cảm hơn với những người làm đổ cà phê. Theo hiệu ứng platform, chúng ta nên ghi nhớ rằng, đôi khi việc mắc lỗi lại là lợi thế, miễn rằng những sai lầm đó không quá lớn và có thể được sửa đổi. Bài học rút ra, nhiều người vì cơ thể xấu xí, có chỗ khiếm khuyết, giọng nói không hay, luôn tự ti với bản thân nên không dám làm nhiều thứ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể biến những khiếm khuyết đó thành lợi thế cho mình nhờ vào việc bạn biết được hiệu ứng tâm lý này. Thứ hai, hiệu ứng yêu người yêu mình. Chỉ cần biết rằng có ai đó thành thích mình thôi đã đủ để khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình có những giá trị đáng quý rồi, đúng không? Thêm vào đó, những người thinh thích chúng ta sẽ không từ chối chúng ta, không xua đuổi chúng ta. Lúc bình thường, họ quan tâm, theo dõi cuộc sống của chúng ta. Lúc hoạn nạn, họ động viên, giúp đỡ chúng ta. Theo thuyết đổi trác trong tình yêu, việc có cảm tình với người yêu mình hoàn toàn hợp lý. Vì thế, dựa trên hiệu ứng này, bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm và cảm xúc tích cực của mình với người xung quanh. Chúng ta được nhiều hơn mất. Gửi đi thật nhiều thông điệp bạn yêu quý mọi người, cũng đừng tiếc lời khen ngợi những ưu điểm của người khác. Thể hiện điều đó một cách cá nhân như tặng thiệp, tặng hoa, tặng quà thì càng kết nối mạnh mẽ hơn. Càng thể hiện tình cảm với người xung quanh, bạn càng được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Bởi vì khi bạn gửi thông điệp gì đến vũ trụ, thì vũ trụ sẽ hồi đáp lại đúng những thông điệp đó và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Bạn không muốn người khác ghét mình và sống một cuộc sống đầy thù ghét, đúng không? Vì thế, đừng nói xấu người khác. Thứ ba, hiệu ứng con gián bay. Có một con gián không biết từ đâu bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà. Quý bà vô cùng hoảng hốt, khuôn mặt sợ đến tái mét. Bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra. Con gián bay sang, đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn. Và cứ thế, con gián truyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng. Cuối cùng, người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn, sự hỗn loạn kết thúc. Bài học rút ra. Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách xử lý của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián. Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện tắc đường, vứt rác bừa bãi, hoặc lớn hơn như chuyện dịch bệnh COVID xảy ra. Bản thân chúng ta chưa phải là vấn đề. Chính thái độ và cách xử lý không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề. Liệu con gián trong câu chuyện hồi nãy
có phải là nguyên nhân dẫn đến màn hỗn loạn của các vị khách vừa rồi? Nếu đúng như vậy, thì tại sao anh chàng bồi bàn lại rất điềm tĩnh xử lý con rán? Anh ta xử lý tình huống một cách gần như hoàn hảo, không gây ra bất kỳ sự lộn xộn nào. Cũng giống như việc chính phủ và nhà nước Việt Nam đang xử lý phòng chống dịch COVID rất tốt và hiệu quả. Thực sự, nguyên tắc của màn huyền náo vừa rồi không phải là con rán, mà là do khả năng yếu kém của những vị khách không thể kiểm soát được sự quấy rầy vô duyên của con rán khi nó xuất hiện bất ngờ trong khách sạn. Cũng như khi COVID xảy ra, có người chen lấn đi mua khẩu trang, nước rửa tay để tích trữ khi nó trở nên khan hiếm, đầu cơ đẩy giá cao, nhiễu loạn thị trường. Có người đổ xô đi siêu thị mua tích trữ mì ăn liền, giấy vệ sinh nhiều tới mức dùng cả năm ăn không hết. Có người lại tung tin đồn thất thiệt, càng gây hoang mang dư luận. Không phải tiếng còi xe khói bụi tắc đường làm bạn bực bội, không phải tiếng cầu nhau của những bà vợ khiến bạn bực mình, không phải lời mắng của sếp làm bạn buồn bã, mà là do khả năng yếu kém của bản thân khi không thể kiểm soát được cảm xúc khi phải nghe những âm thanh đó. Không phải vấn đề của bạn là gì, mà là do chính phản ứng của bạn đối với vấn đề đó đã gây ra những lộn xộn cho cuộc đời của bạn như thế nào. Vì thế, bài rút ra từ câu chuyện con rán ở trên là không bao giờ nên phản ứng trong đời, mà là luôn luôn ứng phó. Những vị khách nọ phản ứng khi bị con rán nhảy lên người, trong khi anh bồi bàn ứng phó với nó. Phản ứng là những hành động mang tính bản năng, còn việc ứng phó là hành động được thực hiện sau khi đã được suy nghĩ kỹ, bình tĩnh và có kế hoạch. Thứ tư, hiệu ứng nghịch lý của sự lựa chọn. Bạn đã bao giờ thấy cắn rứt sau khi mua một món đồ? Nếu có, tức là bạn đã trải qua hiệu ứng nghịch lý của sự lựa chọn. Càng có nhiều lựa chọn, ta càng ít hài lòng với quyết định của mình. Ngay cả khi quyết định cuối cùng của bạn là đúng, khi phải đối diện với nhiều lựa chọn, bạn thường ít hài lòng với quyết định ban đầu hơn. Vì thế, khi biết được quy luật của hiệu ứng tâm lý này, bạn cứ tự tin đưa ra quyết định lựa chọn của mình. Nếu lựa chọn của bạn là đúng, thì cứ thoải mái, không phải lăn tăn với những lựa chọn khác. Vì đằng nào thì bạn cũng đã lựa chọn rồi. Để ứng dụng hiệu ứng tâm lý này trong bán hàng, thì người bán hàng có thể đưa ra một sản phẩm phiên bản có 102, không đụng hàng ai, để khách hàng sung sướng khi sở hữu món hàng độc nhất vô nhị đó trên tay. Ví dụ như một chiếc siêu xe ô tô phiên bản giới hạn hay một bộ quần áo đặc biệt được thiết kế may đo riêng từ nhà tạo mẫu nổi tiếng. Khách hàng sẵn sàng chi trả thêm rất nhiều tiền để được sở hữu món hàng đặc biệt đó. Thứ năm, hiệu ứng lời tiên tri tự đúng. Tức là khi người ta chờ mong một điều gì rất mạnh mẽ, điều đó dần dần sẽ thành sự thật. Harry Ford từng nói, nếu bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó chính là tác dụng đẩy ma lực của một kiểu ám thị thần kỳ. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ chịu sự ám thị tâm lý thế này hay thế kia. Những ám thị này có cái tích cực, cũng có cái tiêu cực. Nếu một người chịu sự ám thị nào lâu dài, thì kết quả họ sẽ trở thành đúng như loại ám thị đó. Ví dụ, một người đặt ra mục tiêu mua nhà, mua xe trong 3 năm nữa. Anh ta khao khát điều đó, in hình ảnh dán lên đầu giường, ám thị hàng ngày bởi điều đó. Và sau 3 năm thì quả đúng như thế. Hiệu ứng kỳ vọng cao hơn sẽ tạo ra hiệu suất làm việc tốt hơn. Anh ta tìm tòi nhiều cách hơn để tiến gần tới mục tiêu và cuối cùng đạt được mục tiêu. Ngược lại, có những người lại có niềm tin tiêu cực về cuộc đời mình. Ví dụ như nghe ai đó nói số mình khổ, nghe thầy bói chẳng hạn. Sau đó, họ cứ tin vào điều đó, bị ám thị bởi điều đó và cứ đinh ninh điều đó sẽ trở thành sự thật. Thì quả thật, những bất hạnh, những điều không may cứ liên tiếp sẽ đến với cuộc đời của họ hết lần này đến lần khác. Rồi họ lại cật cùi chiêm nghiệm rằng ông thầy bói đó nói đúng thật. Nhưng thực ra, mọi thứ đang vận hành theo hiệu ứng lời tiên tri tự đúng mà thôi. Vì thế, nếu bạn hiểu điều này rồi, thì hãy tự ám thị mình bằng những niềm tin tích cực nhé. Vì đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu, đúng không? Hơn nữa, bạn cũng chẳng mất gì. Thứ 6. Hiệu ứng hào quang. Vẻ đẹp bên ngoài đóng vai trò không hề nhỏ trong việc quyến rũ người khác phái hoặc cùng phái. Khả năng người đẹp để lại ấn tượng tốt rất cao. Chúng ta có xu hướng vội vã cán ghép nhiều nhãn mác cho người có diện mạo lôi cuốn, như tốt bụng, rộng rãi, hòa đồng. Điều này lý giải cho thực tế, người phụ nữ đẹp thì dù có xấu tính cũng phần nào dễ dàng được bỏ qua, còn người phụ nữ ngoại hình xấu thì dù tốt tính đến đâu cũng ít được người khác ngó ngàng. Vì thế, hiệu ứng hào quang có thể khiến bạn mua một món hàng kém chất lượng, yêu nhầm người. Cũng giống như chiếc vương miện quyền lực, bạn dễ đánh giá sai lầm khi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lấp lánh bên ngoài. Khi mắc phải hiệu ứng hào quang, bạn dễ rơi vào tình trạng thường nhau cụ ấu cũng tròn và nhắm mắt bỏ qua khuyết điểm của họ. Bạn dễ hết lòng với một người không thật sự phù hợp
hay bỏ nhiều tiền để mua một món hàng không quá tốt. Nếu ấn tượng ban đầu tốt, bạn sẽ nghĩ người này chỉ toàn những tính cách tích cực. Ngược lại, bạn sẽ luôn thấy những điểm chưa tốt ở một người mình có ấn tượng xấu. Bài học rút ra, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Bạn hãy để lại ấn tượng thật tốt ở lần đầu gặp mặt ai đó. Ví dụ như lần đầu hẹn hò bạn gái, lần đầu gặp mặt đối tác, lần đầu ra mắt. Nếu lần đầu đó bạn để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo được thiện cảm, thì chắc chắn mọi sự tiếp theo của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Ứng dụng hiệu ứng tâm lý hào quang trong kinh doanh. Những nhà làm marketing có thể thuê những người nổi tiếng quảng cáo cho một sản phẩm. Cảm xúc tích cực bạn dành cho người nổi tiếng đó sẽ khiến bạn có suy nghĩ tích cực về sản phẩm. Một ví dụ khác, một chỗ quán ăn hay quán cà phê trung và cao cấp thông thường sẽ mở một quán ở khu vực trung tâm, vị trí đắc địa để gây ấn tượng ban đầu. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được, có tác dụng nâng tầm cho những quán khác. Những quán này có thể không lời, có khả năng còn lỗ. Nhưng nhờ đó mà những quán khác cùng chuỗi, cùng thương hiệu có thể mở ở những địa điểm không tốt nhưng vẫn bán được sản phẩm như hưởng lợi từ hiệu ứng hào quang. Thứ 7. Hiệu ứng chạy tình thì tình theo. Trong quá khứ, bạn đã từng bị ai theo đuổi chưa? Bạn có thấy rằng bạn càng trốn tránh tình cảm của đối phương, bạn vô tình càng làm cho đối phương thêm thử thách và khiến đối phương thêm hào hứng đuổi theo bạn. Đối phương hạ quyết tâm cờ đổi mục tiêu chỉ vì tính háu thắng. Chúng ta ham muốn và trân trọng những thứ hiếm hoi, những thứ không phải ai cũng dễ dàng sở hữu. Giống như trò chơi đuổi bắt của con nít vậy, càng chạy nhanh thì người đuổi càng hào hứng bắt. Trong tình yêu là vậy, trong kinh doanh cũng thế. Các nhà sản xuất tạo ra những sản phẩm hiếm hoi khiến người khác phải săn tìm để có được, phải xếp hàng dài để mua được. Vừa xong là 7 hiệu ứng tâm lý thú vị ứng dụng ngay vào thực tế. Thứ nhất, hiệu ứng platform. Thứ hai, hiệu ứng yêu người yêu mình. Thứ ba, hiệu ứng con gián bay. Thứ tư, hiệu ứng nghịch lý của sự lựa chọn. Thứ năm, hiệu ứng lời tiên tri tự đúng. Thứ sáu, hiệu ứng hào quang. Thứ bảy, hiệu ứng chạy tình thì tình theo. Bạn thích hiệu ứng tâm lý nào nhất? Hãy comment xuống bên dưới nhé! Đừng quên bấm đăng ký ủng hộ cho kênh sớm đạt 1 triệu sub. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo!